Dạ, hôm nay em xin phép tập hợp cho mình cái dòng sản phẩm hot và mới về của bên em nha. Dòng sản phẩm toner tự tính Kemi 2229, dòng sản phẩm mới nhất nha mọi người. Dạ, đây là cái chiếc toner pin tự tính. Dạ, toner pin tự tính nha mọi người ha. Màu sắc của nó là màu platinum nha mọi người. Rồi em cho mọi người xem cái phần lưỡi nha. Dạ, lưỡi của nó là lưỡi tự tính, mình có thể là hấp được vi khuôn phá tóc. Dạ, lưỡi của nó ha, được hãng xử lý chuốt từng cái răng một nha mọi người, nhọn, sâu và thoáng. Khi mình cắt nó sẽ chứa được nhiều tóc không mọi người ha, giúp mình cắt nhanh, cắt bén và tiết kiệm thời gian. Dạ, phần lưỡi dưới của nó là được thiết kế phẳng, sẽ hỗ trợ cho mình là phay được khoảng tầm 50% nha mọi người. Lưỡi này được hãng mạ một cái lớp DLC. Dạ, DLC là có nghĩa là khi mình sử dụng nó sẽ giúp mình hạn chế hao mòn lưỡi nha mọi người, và sẽ giảm nóng cho các những cái dòng toner mà tự tính công suất cao. Pin của nó mình sử dụng được khoảng tầm 60 phút nha mọi người, và thời gian sạc của nó là khoảng tầm 2 giờ nha mọi người nha. Tính nha, bây giờ em sẽ đo cái vòng quay tốc độ của nó luôn nha mọi người nha. Dạ, động cơ của nó là 9.000 vòng nha mọi người. Về cái động cơ là em thấy là siêu êm nha mọi người, êm siêu êm luôn. Cần gạt của nó được thiết kế theo nấc ha. Dạ, không có màn hình LED hiển thị pin. Ở đây phụ kiện của máy, phụ kiện sẽ bao gồm là 4 cửa nhựa nha mọi người. Dạ, 4 cửa nhựa 3, 6, 9, 12mm kèm theo dây sạc Type-C. Dạ, dầu tra, chổi vệ sinh.